Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hạt Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên à, Hôm nay thì em có một số cái tép kiếm vàng cánh bầu Hải Phòng nhé mọi người à, Đây là một cái mặt hoa kiếm đột biến rất là đẹp luôn, hoa vàng Và cây kiếm này thì là một cái cây kiếm lô hội của rừng Việt và có xuất thân là từ Hải Phòng nhé mọi người đó, mọi người có thể tới dễ dàng thấy là cái tên nó gọi là vàng cánh bầu hoặc là trắng cánh bầu đó và cái cánh của nó thì tất nhiên là những cái cánh hoa nó là cánh nó bầu cùng với đó là hoa nó vàng ươm nguyên cả cánh cả lưỡi cả nhụy tất cả đều vàng hết mọi người đó. À, mọi người nếu mà chúng ta chưa có một cái cây kiếm vàng thì có thể là chúng ta sưu tâm bởi vì cái cây này giá nó tương đối rẻ và cái dòng kiếm này á À, đây là một cái cây đột biến của dòng lô hội nên về mọi người trồng chăm sóc thì nó sẽ là đẻ rất là nhanh luôn đối với cái dòng kiếm lô hội á, thì cái thân lá của nó nó không có to đâu mọi người nó tầm tầm cỡ vai thôi nhưng mà về mọi người trồng thì nó đẻ nó là nó bù lại cái là nó lại đẻ rất là nhanh luôn Đó, từ một tép kiếm sau một năm chăm sóc thì có thể là nó đẻ lên thành 6 tới 10 tép nha tùy chế độ chăm của các bác nữa ví dụ bác nào chăm tốt thì nó sẽ đẻ có khi là còn nhiều hơn thường thường là nó rơi vào tầm 6 tới tám nữa đẻ rất nhanh rồi đó là một cái đặc điểm rất là hay của cây kiếm này và cái vòi hoa của kiếm vàng cánh bầu hải phòng này thì nó cũng rất là sai hoa luôn mọi người hoa dài nếu mà các bác anh chị chúng ta chăm tốt tới cái mùa hoa của nó sẽ được ngắm những cái bông hoa vàng rực và À, như mọi người đã biết rồi thì cái kiếm vàng thì nó trồng trong nhà nó tượng trưng cho cái sự à, tiền tài à, tài lộc tới nhà hả màu vàng lúc nào cũng là màu được à, anh em à, chơi kiếm cũng như là chơi lan chúng ta ưa chuộng rồi à, hôm nay thì em à, có một số cái à, những cái tép kiếm đây thì à, à, có tách từ chậu trong vườn ra và À, còn tổng cộng được 6 tép mọi người <laughs> rồi và hôm nay thì giá thì nó cũng tương đối dễ chịu dễ để cho các bác anh chị chúng ta sưu tâm được mỗi cây kiếm đột biến quý ha và à, có giá là ba trăm rưỡi tới 400 rồi 500 là cao nhất thôi mọi người thì tùy các bác anh chị thì về nó càng đẹp thì nó giá càng cao thôi rồi đầu tiên là loại ba trăm rưỡi là những cái dê thân già nhé mọi người nó <laughs> là thân già nhưng mà mọi người về trồng thì nó sẽ nứt Nứt cái lá đây là lên mầm thôi loại này cũng rất là dễ trồng dễ sóc và nó nhanh như giống mọi người à, về chúng ta trồng thoải mái ha rồi về số 1 giá là 350 rưỡi nè 1, 2, 3, 4 mỗi về là 350 rưỡi nha em sẽ quay cụ thể năng lực, lực từng về cái này là lá láng mọi người lưu ý là lá láng nha lá láng đẹp ha về số 1 giá 350 rưỡi à, ha đây rồi thằng này thì hết mắt ngoài rồi nhưng mà về mọi người trồng thì nó sẽ nứt cái lá đây ra lên mầm nè à, bán nào 200 kiếm thì biết tiếp theo là số 2 cũng tương tự ha giá cũng 350 luôn rồi rồi các bác anh chị trồng thì nó sẽ tự động nứt lá ra lên mầm thôi tiếp theo là sang về số 3 chị ba con cả cái cuốn hoa nè mọi người thằng này thì hoa tại vườn rồi mọi người cứ yên tâm ha về số 3 giá 350 nha đó cũng tương tự rồi giá 350 là một cái giá rất là mềm rất là ok để các bác anh chị chúng ta có thể là sưu tầm được một cây đột biến cận hoa đẹp vậy hả tiếp theo là về số 4 giá cũng 350 luôn mọi người à, đây rồi đó, đó là những cái tép giống cho các bác anh chị và sưu tầm bán nào có điều kiện chúng ta lấy nhiều nhiều và chúng ta trồng nguyên một chậu sang năm nó đẻ ra chậu bự chơi rất là sướng ha rồi, tiếp theo là sang một số cái về nó đẹp hơn thì có giá cao hơn tí Để đầu tiên là về số 5 về số 5 đây thì có giá 400 000 nha mọi người đây mọi người thấy thân tơ nè thằng này thì có mắt một ngoài ha một mắt một ngoài nè hai mắt một ngoài ba mắt một ngoài luôn mọi người rồi về số 5 này thì có giá 400 ngàn nha 400 ngàn về số 5 Đó, đây là cái thân tơ ha cuối cùng là sang về số 6 về 6 là về đắt nhất ngày hôm nay là về đây là về tơ tít mọi người 6 à, giá 500k ha thằng này thì có một cái lỗi nhỏ nhỏ ở chỗ đây lá nó hơi gập gập đây nhưng mà về không sao trồng làm giống thoải mái chả ảnh hưởng gì rồi, tất nhiên thì cây nó có tí lỗi gì thì mình phải quay cụ thể cho khách người ta biết. Về số 6 này thì giá 500k nha. Đây nó được mầm hai bên đầy đủ hết mọi người. Đó, không? Hai mầm ha, hai mầm hai bên. Tớ tít Rồi, về số 6, giá 500 000 Rồi. Các bác anh chị chúng ta chưa có cây vàng cảnh bầu này thì chúng ta có thể là sưu tầm về làm giống, hoa rất là đẹp mọi người này về xứng đáng để mọi người chúng ta siêu tầm một chậu trong vườn nhà các bác anh chị chúng ta chăm chồng à, sang năm có một cái giò bự chúng ta chơi uh, chơi gọi là chơi nguyên giò bự mà nó nở hoa đồng loạt thì phải nói quá đã luôn ngoài ra thì uh, cây này về chơi chơi thì nếu mà có nhiều thì anh em ta có thể là chúng ta tách ra ta chia cho bạn bè anh em người thân ha thì có thể là thu được ít tiền gọi là phân thuốc <laughs> à, tất nhiên thì nó không phải là hàng vài chục triệu mấy chục triệu như những cây lớn lớn xanh huế phan trí rồi nhưng mà uh, lai rai mấy cây nhỏ nhỏ này thì bán nó cũng dễ à, chia sẻ thì giá nó cũng ok vài trăm ngàn tép thì cũng được mọi người ha à. rồi xin cảm ơn mọi người nhé à, và mọi người ý là những cái hàng mặt hàng đây em bán thì sẽ bảo hành hoa đến khi nào nở hoa thôi nhé mọi người mua thì liên hệ tới số điện thoại của em để đến tiêu đề mọi người liên hệ đại 0384750258 xin chào mọi người hôm nay là cây kiếm vàng cánh bông hải phòng nhé à, rất cảm ơn mọi người ạ